Đó, ui, có trên này, to đẹp thật đấy. To đẹp. Ừ, đông lắm, đông lắm gai này, to lắm này. Nhìn đi, tập trung đi. Dạ ơi, đấy, mua tài đây, to lắm. Đây, mua tài đây. Đi, được rồi, đi bên. Nắm được à? Nấm này không nên ăn đâu. Nấm này ăn chết ọt đấy, không nên ăn đâu. Thơm nhưng mà không nên ăn đâu. Được, không lấy đâu, vứt đi. Không lấy đâu, kệ nó. Đi, đi tìm nấm. Đi tìm nấm đi. Mẹ ơi. Dạ. Mẹ, mẹ đây. Nấm á. Mẹ ơi, mẹ nấm đây nè. Mẹ nấm đây nè. Ờ, cái măng á. Cái măng này bé lắm. Hả? Cái măng này bé lắm, chưa nên ăn đâu. Đây. Đi, đi ra trên này. Mẹ đây. Mẹ đây nè. Mẹ đây. Hả? Ui. Ui, quả nấm này. Ui, ở bên này có một cây nữa kìa. Ui, quả nấm này nấm đùi gà đấy con ơi. Đây á. Ừ, to thật đi. Ui, bên này có nhiều lắm. Ui, chắc ở đây có nhiều lắm đây này. Được, để mẹ cắt cho. Đây, đây, đây. Ui. Đây đây. Con xem này, từ từ là để mẹ cắt thôi con ơi. Đó. Ui, con xem này. To đẹp thật đấy. To đẹp mà. Đúng rồi, đúng nấm đùi gà rồi, thơm lắm này. Thơm lắm, nấm đùi gà đây này. To lắm này. Để mẹ đặt xuống đi. Ừ, để mẹ đẩy xuống đây. Ui, bây giờ mình hái nấm nhá. Đây. Ừ. Đây đây. Ừ. Chặt đi. Ừ, mẹ chặt nhá. Wow, này to lắm lên này. Đưa cho vào đây. Đây, con tay đây. Mẹ thấy rồi, đây, thấy nghe, để mẹ cắt cho. Mẹ cắt cho. Đây, bé bé đây. Đúng rồi, nó còn mọc thêm một cây bé nữa nè. Đây là cây mẹ, đây là cây con đấy. Đây. Đây. Ui, ở trên này còn nhiều lắm đây này. Ôi. Bé bé cho, bé bé luôn, to đấy. Đây là cây mẹ đấy, đây là cây con của nó đây này. Ui, to thật đấy. Ra đi, ra đi. Vâng, mẹ đang cắt. Đây chắc là một đại gia đình ấy. Đại gia đình lắm đây này. Ui, đây này. Đây. Wow, con xem này. Lắm. Ừ, to lắm đây này. Ừ. Mẹ ơi. Hả? Mẹ ơi. Dạ. Đi, đi. Đi đây. Ui, cẩn thận ngã con ơi. Ôi, sao không? Đây. 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 Ui, con đừng làm thế hỏng nó rồi. Con không nhổ được đâu, nó mọc chắc lắm. Để mẹ cắt thôi, lấy dao cắt mới được. Để nó nở được người đây ấy. Đúng rồi.
Đây này, con xem này. Con to thật đấy, đây này. Đây. 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 Thế rồi. Bé bé này thì là bé bé. Đi để mẹ cắt nha. Đẹp nhỉ? Đẹp. Đây. Con chạy đây. To lắm. Đây, mưa ta đây. Ở đâu? Đây. Đi tìm xem nào. Ủa con đừng làm hỏng thế. Con làm hỏng cái nấm của nó rồi. Để mẹ cắt chứ. Nè, xem con làm hỏng chỗ này của nó. Không hiểu. Đây này. Để đợi mẹ cắt nấm. Bé bé gì ấy? Bé bé cầm gì ấy? Bé bé cầm nhé. Cái này sao chắc thế nhở? Được rồi. Ở đây này con ơi. Ở đây. Ồ, ở trên đây có một quả nữa đúng không? Con đi hái được không? Ê, đừng kiếm người hái vui á. Con đừng làm nát nấm nhá. Con nhổ được chưa? Quả nấm to thế. Rồi, xuống đây. Cẩn thận ngã nhé. Bên này còn một cây nữa này. Đây một cây này. Cái tay nấm mận mà. Cho vào vừa đi. Cho vào vừa đi á. Được rồi, mẹ cho vào vừa con. Con đi tìm xem có con. Con đi nhiều thật đấy. Rồi bố mẹ đầy ở đây này. Ui, bố nó dưới kia kìa. Ui, ở dưới này đây này. Có mấy quả đây này. Đâu? Đây, ở dưới đâu? Đây. Đây. Đi đây. Ở đâu kìa. Đâu. Mà đây tròn trông kìa. Rồi. Tròn trông kìa. Ừ, mày thấy ở u trong kia nữa kìa. Mẹ xuống dưới này lấy đây đó. Sợ lắm á, không sợ đâu.
Mẹ cắt cho vừa bùi con nhé. Ừ. Đây. Rổ của mẹ đầy rồi. Đây. Đây. Cho vào bùi đi. Đây một cái đây. Ồ, mẹ thấy rồi. Sang bên này. Đây đây. Ừ, sang đây con ơi. Mọc gần gốc cây thật đấy. Đây này. Ướt cho vào đây. Vâng. Cho vào trong này. Ừ. Úi dồi, của mẹ đầy quá rồi. Một cái nó lớn như cái đâu. Sang đây, mình sang đây, chúng mình tìm đi. Đầy quá rồi. Đây rồi nè. Đây này. Hả? Bắt xuống đi. Xuống đây mà cắt miếng. Đây. Ừ. Cắt đây. Nào mẹ cho vào bùi con. Rổ của mẹ đây rồi. Đúng mẹ ơi. Ừ. Đấy, được chưa? Nhấc lên. Đấy, cho vào gùi đi. Gùi con cũng đầy rồi. Để mẹ lấy này nhé. Của con đầy hết rồi. Đầy hết rồi, mình đi về con ơi. Sang bên này xem còn không, còn thì lấy. Đây. Đâu?
nhiều đi. Buồn quá. Gà ông, nấm đuôi gà. Mệt lắm á.
thả ra. Bây giờ sắp tối rồi, nhốt nó vào ngày mai mình mới thả. Bây giờ thì nhốt nó vào đi, mai mình mới thả nhé. Ăn đi, cho nó ăn. Con đứng ở bên này, con đứng ở bên này. Con đi sang bên kia mới cho được nha. Gà ơi là uống nước đi. Đúng rồi. Gà uống nước đi. Gà đấy, uống nước lên rồi. Được rồi, gà, để gà ngủ đi. Để gà uống uống rồi mình đi về. Con sới đất ở bên này này. Ôi, sao lại quà cái rau đi? Trồng lại đi. Đây này, con quà rau đi rồi. Đào hố trồng lại đi. Đào hố ở đây trồng lại đi nào. Đâu? Không được làm rau chứ, con sới đất cho nó thôi chứ. Không biết à? Đây này, con sới đất ở xung quanh nó đây này. Đấy. Đúng rồi, con không được quà nó đi đâu nhá. Con sới ở bên này thôi, luống này không cần sới đâu. Này nhá, mẹ tưới đâu. Mẹ ơi. Dạ.